Chương trình Một Tách Trà với An Miên xin kính chào quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay hân hạnh đến với chương trình là giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh. An Miên xin được giới thiệu sơ về giáo sư. Giáo sư Nguyên là một vị giáo sư giảng dạy tại Đại học Cal State Long Beach và từng là giám đốc cho chương trình ngôn ngữ chiến lược cho toàn hệ thống California State University. Và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh là một người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ cao cấp trong Bộ Giáo dục của chính phủ Obama. Và hiện tại tuy là giáo sư đã hưu trí và cộng tác với tổ chức hội cựu nhân viên lãnh đạo quốc gia trong vai trò executive coach, giáo sư không những là một vị giáo dục mà còn là một nhà tâm lý giáo dục, đã từng diễn giả rất là nhiều và đã giúp rất nhiều những cá nhân hay gia đình phát triển về vấn đề giáo dục tâm lý. Và hôm nay cũng nhân cái dịp mà ngày lễ của cha thì chúng ta sẽ, An Miên sẽ cùng với quý vị, chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của giáo sư về vấn đề hình ảnh của một người cha trong cái xã hội, và không những vậy, trong xã hội, trong gia đình, mà hình ảnh người cha đặc biệt là trong gia đình Việt Nam của chúng ta. Dạ, xin chào giáo sư. Xin chào An Miên và xin chào quý vị khán thính giả. Vâng, thưa giáo sư, phải nói là khi nhắc về cha đó thì cái ngôn từ hay dùng là không biết là mình dùng, An Miên thì cứ nhiễm cái câu là phụ từ, đã là từ phụ, thì có cái từ, vì nó xuất phát từ cái câu là phụ mà bất từ thì tử bất hiếu, tức là cha mà không hiền lành tử tế thì khó mà sinh ra con thảo. Rồi bây giờ An Miên thấy là có nhiều người dùng những cái từ rất là đẹp cho cái ngày lễ cha, phải không thưa giáo sư? Thì cái người cha là cái hình ảnh mà nó rất là khác với người mẹ. Nhưng mà ca dao có cái câu con không cha như nhà không nóc, cái đó nó đúng vô cùng. Tại vì mất đi người cha là mất đi cái điểm tựa của người con. Cái người cha là như là cái mái nhà, cái nhà có bốn vách có thể là đầy đủ, nhưng mà không có cái nóc thì gió mưa lạnh nó đổ xuống, thì mình mới ý thức ra rằng cái vai trò người cha là cái đem cho con cái sự mà che chở, cái cảm giác an toàn, được bảo bọc, cái đó rất cần thiết. Thì cũng hao hao như là ở bên Tây phương chúng ta có cái câu như là đàn ông thì là make house thì phải, còn phụ nữ là lo home. Cái chữ home nó có vẻ như là sweet home, sweet family. Dạ vâng. Thì qua đó chúng ta thấy rõ ràng vai trò của người cha không có giống như vai trò của người mẹ, nhưng lại tương đồng, đó là tình gọi là cha con nghĩa nặng, thâm tình của người cha với con. Đúng. Thì họ nói cái người cha cho con cái cảm giác là được bảo bọc, được che chở. Và khi mà cái đứa con trong gia đình không có cảm giác được che chở, được bảo bọc, nó ra đời nó sẽ cảm thấy là yếu thế. Tại vì nếu mà ai mà ăn hiếp mình không có ai để mình chạy về. Và mình tin rằng cái người cha là cái người mà khi mà biết con bị cái gì hoạn nạn thì người cha che chở cho con. Cái cảm giác không được bảo bọc, che chở, nó ảnh hưởng cái sự trưởng thành của người con rất là nhiều trong tương lai. Và khi nhắc đến người cha thì như nãy giáo sư cũng nói là cái hình tượng che chở, bảo bọc mà đối với An Miên nó giống như là một cây cổ thụ để cho các con dựa vào, vừa bóng mát, vừa tỏa mát và vừa ôm ấp, ấp ủ các con, che chở. Nhưng mà chúng ta cũng biết cây cổ thụ thì là trăm năm, ngàn năm cũng im lặng không lời. Và đó là tính chất mà An Miên thấy đại đa số những người cha là ít nói hơn là người mẹ. Đúng, đúng. Như vậy có thiệt thòi cho bố không ạ? Cái hình ảnh cổ thụ rất là hay. Thì người ta thường thường nói cái người mẹ là cái người mà để ý tới cái hiện tại, trong cái giây phút hiện tại, lo cho con cái đầy đủ, nói chuyện với con cái, giúp cho con cái trong cái thời gian mà nó đang lớn lên. Cái người cha, cái trách nhiệm là như là cái rễ cây, là như là thằng cây, luôn luôn giúp con nhớ cái dòng họ, cái dòng dõi, cái cội nguồn của dòng họ mình, và cái tương lai con sẽ hướng dẫn con như thế nào để mà con sẽ thành những cái tàng cây che chở cho đời con, hoặc là sinh hoa nở trái để mà làm lợi cho xã hội. Thì khi nào cũng giúp cho con nhớ cái nguồn cội và hướng về tương lai. Vâng. Và không biết những người cha ở bên phương Tây như thế nào, bởi vì nói chung An Miên là người Việt Nam và cũng lớn lên trong một gia đình rất là Việt Nam, cho nên An Miên vẫn nghĩ là cái hình tượng người cha của gia đình Việt Nam dù là xưa cho tới nay nó cũng không khác nhau mấy.
Và có khác nhau nữa là chắc có lẽ là tại chúng ta nghĩ khác, hoặc chúng ta sống trong một hoàn cảnh có những người cha có cái gọi là cá tánh khác. Chứ còn hình tượng người cha An Miên vẫn thấy rất là vững chãi, cho nên nãy An Miên mới liên tưởng tới là một cội cây, mà không ngờ giáo sư lại cho An Miên hiểu hơn là tại sao có chữ cội nguồn. Nó rất là tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Và thưa giáo sư, nói chung là chúng ta cũng ở một cái thế hệ này thì chúng ta cũng giống như là nói về người mẹ, thì chúng ta trước hết chúng ta muốn nói tới thế hệ cha của các chúng ta, tức là bây giờ đã có thể là không còn, giống như bên An Miên là cụ không còn nữa, nhưng cái hình ảnh đó, cái hình tượng đó, cái vai trò đó phải nói là nó mãi mãi nó sống ở trong cái tâm tưởng. Mặc dù chúng ta tưởng là chúng ta không nhớ, nhưng mà không hiểu tại sao có những lúc chúng ta nhớ rất rõ những chi tiết. Có nhiều người nói là con trai giống cha, con gái giống mẹ, nhưng An Miên lại nhìn thấy rõ ràng. Giống như An Miên á, An Miên hay look up nhìn về bố mình nhiều hơn. Cái đó giống là sao ạ? Cái đó là có một cái khoa học nào để chứng minh trong đó không ạ? Tại vì khi mà mình nhìn về bố mình thấy bố mình thể hiện không phải chỉ là một cá nhân mà nó nhiều hơn. Tại vì khi nào bố nói chuyện cũng hay nói về dòng họ, dòng dõi, cội nguồn. Thì có những cái nghiên cứu giáo dục, họ nói là trong gia đình nào mà giúp cho con ý thức cái đời sống của con, từng cái hành động, lời ăn tiếng nói, nó không có chỉ ảnh hưởng cái cá nhân của con mà ảnh hưởng gia đình mình, và trong cái gia đình đó nó có cái tiếng, cái danh của cái cội nguồn, cái dòng họ mình, thì đứa con đó nó lớn lên với lại một cái sự suy nghĩ mình không có phải tự do muốn làm gì thì làm, và khi mình làm một cái gì mà mình thích, nó có thể ảnh hưởng tới gia đình và danh tiếng gia đình. Mình thường thường bây giờ mình đã qua đây rồi, mình dạy cho con mỗi người là một cái phần tự độc lập, con làm thì con chịu. Nhưng mà khi họ so sánh, đây là một cái nghiên cứu mình rất thích khi mình đọc đó. Họ nghiên cứu, họ theo dõi một nhóm học sinh từ lớp 3 cho tới khi ra trường lớp 12 trong vòng 10 năm. Thì cái nghiên cứu này ở một cái vùng ở New Orleans có người Việt Nam tị nạn mới qua vào thập niên 80-90, và một nhóm tị nạn khác là người Haitian, cũng một cái người đảo và họ cũng nghèo, mới qua bắt đầu lại như người Việt Nam, đa số làm nghề đánh cá hoặc là lao động, nghĩa là cái mức sống nó không có cao cho hai bên. Và khi họ theo dõi cho tới lúc ra trường, họ thấy trong hai nhóm đó có những em nó gọi là valedictorians, là ra trường được danh dự, đọc danh dự thủ khoa đầu lớp, và cũng có những em nó kêu là delinquency, là phạm pháp, vào cái vòng phạm pháp. Thì họ phân tích, họ nói cả hai nhóm đều có những đứa như vậy, và cái gì làm cho một số vào cái đường tốt mà cái gì làm cho em vào. Thì khi họ so sánh thì họ thấy là những cái gia đình nào mà dạy cho con suy nghĩ, con làm cái gì nó ảnh hưởng tới bố, tới mẹ, tới ông, tới bà, thì nó làm cho nó kèm lại. Nó muốn đi trốn học đi chơi, tại con nít này cũng ham đi chơi, thì nó sẽ mình làm như vậy mình sẽ có người khác. Còn cái gia đình nào nó không, con quyết định, con làm con chịu, con chịu xấu hổ, thì nó mình làm mình chịu, đâu có ảnh hưởng tới ai, thì nó dễ hư. Thì tiếng Anh nó dùng cái danh từ là instant gratification, là con nít nó cái tuổi teenager, cái tuổi trẻ, nó muốn hưởng cái gì nó muốn hưởng ngay lúc đó, nó không muốn chờ. Cái mà giúp cho nó suy nghĩ lại và chờ là cái ràng buộc gia đình, cái danh dự gia đình. Và bây giờ mình nghĩ rằng cái khái niệm danh dự gia đình nó xưa rồi, đừng có áp đặt vô con, nhưng mà chính cái đó giúp cho con thành công, biết hy sinh, biết nhẫn nại, biết nghĩ tới người khác. Như vậy thì cái giá trị của gia đình phải nói là do bất kỳ một cái thời đại nào, một hoàn cảnh nào, bối cảnh nào thì nó hoàn toàn không thay đổi. Đúng như thế. Vẫn là trụ cột, vẫn là cha và mẹ giáo dục con mình. Như vậy thì cái gánh nặng mà đè lên vai của người bố và người mẹ, An Miên thấy nó nặng nề lắm. Không những phải làm tròn trách nhiệm người cha, người mẹ, rồi không những phải nuôi con cho ăn mặc đầy đủ ấm áp, tức là không nói giàu, mà còn phải là một nhà tâm lý nữa. Từ không phải là dạy con là lúc nào mình muốn nói gì mình nói, mình phải lựa lúc lựa lời. Như vậy thì có quá khe khắt. Những ai chưa làm cha làm mẹ nghe thế vậy, cái người ta sợ quá, người ta không muốn, không dám làm, không thưa giáo sư? Cái cách mà dạy con hay nhất đó là kể cho con nghe những cái mẫu chuyện của người bố, người mẹ,
nhất là người bố lúc bé cũng có những cái lúc làm cái gì sai trái, bị ông phạt, bị ông đánh, rồi ông dạy. Rồi khi mà người cha kể lại, người cha bây giờ là một người lớn nhìn lại, thì người cha sẽ nói với con là bây giờ mới hiểu và thương cái người bố. Thì đứa trẻ nó cảm thấy là ô, bố mình hồi xưa cũng có lúc làm sai, cũng có lúc bị mắng, bị đánh, và bây giờ nghĩ lại thương. Thì nó đọc cái tình thương đó. Và đừng có lúc nào cũng khen cái quá khứ của mình. Rất là người bố mẹ nói hồi xưa bố mẹ chịu cực hơn tụi bấy nhiều, bây giờ đâu có gì đâu mà than. Rồi cứ kể cái chuyện cực khổ mà không bao giờ kể cái gì sai, cái gì đó. Thì đứa con nó sẽ nói ô, cái thời đó đối với nó bây giờ nó quá xa xưa, nó không có relate được, nó không có kết nối được. Mà khi người bố, người mẹ kể ra những cái chuyện mà chính họ phạm, chính họ làm sai và được sửa sai, thì những người con lại thích nghe cái đó hơn. Vâng, nói chung là bố mẹ ơi đừng kể chuyện cổ tích mà bố mẹ hãy tâm sự. Có lẽ là khi mà chúng ta quen là phải dạy con, tại vì có nhiều lần từ bé mà chúng mình cứ nghe nói là phải dạy con từ thuở còn thơ đủ thứ ấy. Nhưng bây giờ anh Miên thấy rõ ràng chúng ta không có dạy mà chúng ta đang tâm sự trò chuyện, giống như giáo sư nói đó, mình nói chuyện với con, mình kể những cái nỗi lòng, thì có lẽ là nó đánh động vào cái cảm xúc của đứa bé và cái sự mà gọi là trưởng thành của cháu, để cháu hiểu hơn. Và mình nói nhắc đến là phải nói cái thế hệ mà làm bố của cha của chúng ta đó, thì An Miên thấy là cũng khó khăn lắm chứ. Tự vì đa số là người cha là vai trò chính trong vấn đề nuôi dưỡng cả một gia đình, mà nhiều khi mà gia đình ngày xưa đông lắm chứ không có như bây giờ một hai con. Thì giáo sư thấy rõ ràng là trách nhiệm người cha ngày xưa nặng nề lắm. Hồi nãy An Miên có nói một câu là người cha ít nói phải không? Đúng rồi, đó An Miên thấy vậy. Nhưng mà cũng ít có mặt trong gia đình nữa. Nhưng mà cái đó rất là hay, tại vì họ ít nói, khi mà họ lên tiếng nói thì người con phải để ý, còn người mẹ lúc nào cũng nói thì nhiều khi nó quay lờ đi, không để ý. Người cha ít nói mà khi đã nói rồi thì đứa con biết là phải lắng tai quan nghe. Và mình học được ở một cái người cha, mình thấy cái người đó rất thành công trong vấn đề nuôi dưỡng con, mà đó là một cái người cha mà kêu là gà trống nuôi con đó, mà có ba người con trai, mà phải làm gà trống lúc mà tụi nó còn nhỏ lên với cái chữ teenager mà nó nghe. Thì người đó nói với mình một câu là khi nói đó mình phải hiểu là mình muốn cái kết quả, cái tiếng nói, cái lời nói của mình là cái gì, chứ đừng có nói về cái sự nóng giận, mình nói cho nó hả giận nó sẽ không đi tới đâu. Và mình nghĩ tới cái kết quả mà mình muốn, cái lời nói mình đưa, thì cái đó là cái tác dụng rất là hay. Và nhiều khi cái đó đối với người đàn ông họ làm được vì họ kềm được. Người phụ nữ bực là phải nói ra, phải không? Nhưng mà khi người đàn ông nói là họ nghĩ trước, họ phải nói như thế nào để đứa trẻ nó có cái tác dụng họ muốn. Nhưng mà có những người, nhiều người đó, thưa giáo sư, họ nói như thế này. Họ nói sở dĩ người mẹ hay nói nhiều, hay la con là bởi vì sao? Người mẹ để ý con kỹ hơn bố. Bố thời giờ không có, đi làm về rồi nhiều khi phải lo kiếm thêm tiền để cho vợ con được thoải mái. Rồi người mẹ thì nói chung là ngày xưa đa số các đợt mà mẹ của An Miên á, thì người mẹ ít khi mà phải ra ngoài làm việc lắm, là mà làm việc nhà cũng đã không hết rồi. Cho nên người mẹ gần lắm, chẳng hạn như, với lại làm như là trời đất tạo cho người mẹ có cái trực giác rất là lạ. Chẳng hạn như có những đứa con nó mới phạm lỗi tí xíu thôi mà mặc dù mẹ đâu có biết đâu, ở trong lớp học làm sao bà, ở nhà bà biết, nhưng mà bà cảm giác nó bồn chồn. Tới khi bà về bà hỏi hôm nay có gì không con, là biết rồi, là bà đã biết. Vì người mẹ chi tiết tỉ mỉ, cho nên người mẹ hay chỉnh sửa con. Bởi vì nhiều khi bà biết rằng đừng để cho bố chúng nó biết, bố chúng nó biết là tội, bố nó đi làm đã cực rồi về thêm cái này nặng đầu. Thì cái đó chúng ta cũng không nên trách bố là không ít nói, nhưng mà bởi vì người mẹ đã đứng mũi chịu sào rất là nhiều. Đúng. Thì khi mà người mẹ nói nhiều, và người mẹ có cái tính là khi mình nói mình muốn con phải làm ngay theo, thì nhiều khi con nó không muốn nghe nữa, thì nó dạ con hiểu rồi, con nghe rồi, nhưng mà có thể là nó không có làm theo. Nhưng mà lúc đó đã nói để cho người mẹ ngưng cằn nhằn. Thì do đó đó, người mẹ cũng nên tập cái gì cần nói mới nói. Hồi xưa có nhớ là mình hay bị la, và khi mà bà cụ bắt đầu la, nhiều khi cái chuyện mới la xong là lôi chuyện cụ đã bị phạt, đã bị la rồi lôi ra mắng lại. Mình nghĩ trong đầu cái này cụ cái này bị rồi mà bị rồi mà nó không có phê. Bằng cách khi mà la con, dạy con đúng cái vấn đề ngay lúc đó thôi, đừng có lôi chuyện cũ ra nói, nó sẽ bắt đầu nó block mình out, nghĩa là nó tune out, nó không muốn nghe nữa và mất cái ảnh hưởng tốt đi.
Cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.